Anh mà anh cứ làm rồi. Việc tập thoải mái thì mình tập trung. Rồi. Rồi. À, còn cái nút này nữa chưa? Cái này chưa, cái này nhiều lắm, chỉ từng cái đơn giản trước. Rồi, cái nút này, nút này. Đúng cái nút đó mới quan trọng ha. Cái này đơn giản trước nè. Cái này là tốc độ quay của trục chính. Ừ. Ví dụ như anh cho anh bỏ 100 nè, anh cho quay 500 á thì nó sẽ hiện về 500. Mà anh dặn xuống 50 á thì 250. Là khi anh gia công á hay là khi anh chạy offset dao hay offset phôi gì đó. Bây giờ anh mặc định cho nó đúng không? Ừ. Cái này chạy theo một tốc độ mặc định nha. Ừ. Bây giờ anh mặc định cho nó là S 1000. Ừ. 1000. M0B là chạy cùng chiều kim đồng hồ. Ừ. Bấm. Thấy chưa? Cửa nó báo cửa. Cái gì? Mở khóa lên. Rồi anh chạy M0B đúng không? Ừ. Bây giờ anh reset. Đây là anh chạy tự động mà anh gạt ra. Đúng không? Reset. Bây giờ anh nhấn. Anh nhấn nè. Qua là cùng chiều kim đồng hồ nè. Ừ. Chạy cùng chiều kim đồng hồ nè. Ừ. Anh tăng lên nè. Đúng 1000 này. Ừ. S 1000 này. Ừ. Anh giảm xuống 90 này. 900 này. 800 này. Để giảm cho mình luôn. Nó sẽ giảm theo cái trục chính nó giảm. Giảm xuống nè. Nó hiển thị cái S nè, ừ, tốc độ của mình nè. Ừ. Anh tăng lên 120 nó được 1200 à, là mắc của nó. Ừ. Bây giờ anh muốn 300 á, bây giờ anh muốn xuống 300 đúng không? Ừ. Em reset đi. Anh mặc định cho nó lại một cái tốc độ đó là dù S 300. S 300. Đó. Đúng không? Bây giờ là anh mặc định cho nó, bấm cùng chiều kim đồng hồ để nó offset đó. Bỏ qua gạt qua chế độ qua tay. Offset nó 300 là anh dòm nè. 270 là 90 nè, ừ, anh đúng 300 nè. Ừ. Đó. Thế cái này làm gì? Cái này dùng để anh offset phôi. Ví dụ như giờ anh muốn chạm con dao dư cái phôi. Ừ. Hay là anh muốn lấy một điểm nào đó thì bắt buộc anh phải cho trục chính nó quay. À. Đỡ mình cắt hay là mình chạm cái điểm nào đó. Ừ. Chọn tốc độ bao nhiêu vậy trong kiểu làm nếu mình chọn đánh lại không thường mình chọn ví dụ 600 vào thì rồi nó có sẵn 1000 rồi mình lấy cái này mình điều chỉnh lại đúng rồi đấy đấy vậy đó. Vậy như mình làm biến đó. Ừ. Làm biến thì mình điều chỉnh cái này đúng không? Không nhưng mà mai mốt ví dụ như anh đang cho tốc độ trong chương trình anh là 1000. Ừ. Bây giờ anh muốn xuống còn 700. Ừ. Chẳng lẽ anh vô chương trình anh sửa 700 700 hết. Ừ. Anh vô này anh sửa 70 là xong. Okay. Nó tiện lợi như vậy. Thường thường chạy người ta đổi chân lúc mang đồ rồi bấm cái phím này phím là bước tiến á, bước tiến của cái G01 100% với lại G01. G01, G02, G03 rồi đó. Đó là bước tiến của nó. Tương ứng với là đó là chạy trong câu lệnh G. Còn tương ứng nó muốn điều khiển chậm nè, dốc chậm nè. Là nó sẽ hai cái này nó sẽ thuận chiều thuận tỷ lệ thuận với nhau. Khi anh tăng lên á thì nó sẽ tăng cái chiều ít lên. Giờ em đang đi nè. Nhanh này thấy không? Nhanh này, bây giờ em muốn chậm lại nè. Đó. Thấy không? Chậm lại nè, đó. Đó. Tỷ lệ thuận của này dốc chậm, tỷ lệ thuận của này là chạy G01, 02, 03 rồi đó. Chức năng này. Rồi hiểu. Rồi, ok. Cái này cũng vậy. Còn cái outfit, cái này là cái G0. Ý là cái này đúng không? Đúng rồi, cái này G1. Cái này G1, G01, G02, G03 rồi đó. Còn cái này là G0. Tương ứng với cái dốc nhanh. Và góc cái gì mà chưa. こちらは01、01は送り。はい、そう。01じゃない。送りの。はい。ステップの送り。はい、ステップの。で、こちらの方はG0、G0、G0は早く送る。これだよ。じゃあ、早く。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 
anh muốn 50 này, thì vậy ít vô này, đúng không? 100 này. Nhanh hơn. Nhưng mà cái chức máy này nó có chức năng khi mà anh mở cửa rồi nó chỉ là mặc định một tốc độ một thôi, một bước tiến một thôi, anh đóng cửa lại nó sẽ chạy khác. Còn chưa. Key Kai After. 100 này. Key Kai. Thấy chưa? Anh nói với em nó giọt lại không? Key Kai và cái đó ini 速度を一致してる.
Đó, khi mình chạy được không á mình đợi. Rồi, rồi bắt cái nút này là nhiều chức năng nhất nè. Cốc water nè. Đây, ở trên này nó có ký hiệu này, mỗi lần anh chuyển là trên này nó sẽ chạy theo. Đúng không? Mình giới thiệu những cái chức năng đơn giản nhất. Cái này là cái tay quay. Tay quay đây. X, Y, Z. Em muốn điều khiển trục nào á thì em mở cái tay quay. Z. À, anh nhấn dầu ở đây hả? Rồi. Anh lấy cái xe rơi rồi. Thì em dưới đất xong chuyển qua đây rồi. Em lăn ở đó. Ở lăn ở đây ok phải không? Đây ba cái đây hết. Ôi. Bỏ giùm mà gấp lên, anh bỏ dầu chỗ nào chỉ cho người ta bỏ luôn. Để đây, đem đây hết. À, đây rồi, ok. Dầu ấy mà dầu chạy EDM. Dầu bên của em đúng không? Ừ. Có thùng dầu không, có gì nữa không? Có mấy thùng kia nữa, dầu số 8 nữa. Qua phụ ổng đẩy đẩy vô một tí cho ổng nhanh. Việt lấy cái giờ dầu bên ổng, dầu bên mình. Lấy cái xe kìa. Ừ, lấy cái xe ấy, ổng đẩy chạy cho mau. Rồi. Rồi, ok chưa? Ok. Rồi. Chỉ cái đơn giản nhất là cái tay quay này. Phần ngàn, mười, 100 tương ứng này. Phần một quay nè. Đó, Z nè. Đó là phần nghìn, 100. Như vậy là muốn bấm Z đó, thì bấm vào đâu? Anh muốn bấm Z. Khi mà anh gạt cái tay quay, anh giữ sùng tay quay này là tay quay này không? Ờ, là cái này không. Đúng rồi. Thì Z. Đây, cái Z đây hả? Đúng rồi, cái Z đó. Nhanh chậm đó. Mình phải xác định được cái chiều. Ở đây á thì mình thấy cái chiều nó dở, nhưng mà mình khi mình vô đây á thì mình phải khi mình bấm quay ít á, mình phải hiểu mình muốn quay qua bên này á, đằng ít á thì chạy bên đây. Đó, anh phải hiểu được cái chiều đó, ở mai mốt anh làm cho nó dở. Đó, y dương á là chỉ nó chỉ ra. Đấy á. Đó. Trong đầu mình biết rồi. Đây, mình biết rồi. Đây là đây thì mình nhìn vô mình biết rồi, nhưng mà cái này là không nhìn được. Đây trong đầu mình phải hiểu, hiểu là quay âm là nó đi hướng nào, không nó kêu có tập là mạnh. Chỉ xíu gỡ này cho em mượn nha. Cái nào? Gỡ này nè. Thôi, có được mà. Thôi, nó chăng à? Tay quay. Tay quay này, một, nó là sử dụng cái tay quay này chính. Thứ hai, nó còn chức năng nữa ấy, là lấy cái đầu bơ tơ ra, gắn cái đầu bơ tơ vào. Nè, tay quay nó có đồ chữ handle nè, là ký hiệu là H, M, N, H, D, K nè, handle á. Gắn gì cho anh? Gắn cái đầu bơ tơ, hay là lấy cái đầu bơ tơ ra. Đầu dao á. Bơ tơ. Hay còn một chức năng nữa là đỡ mở trục chính, tắt trục chính. Bây giờ như mình muốn mở trục chính mình đỡ cái, mấy cái lệnh dầu khác không được. Đỡ không chịu. Được rồi, dầu được không? Dầu 200 á. Được, cái đó 300 bữa trong chiếu à. Ừ. Còn đây là gì vậy? Đâu, đây là ngược thẩm chiều, ngược chiều. À, ngược chiều. Dạ, này ok đúng không? Rồi, qua cái dốc chậm nè, bước tiến chậm nè, tương ứng điều khiển với tất cả các cái nút này trên đang điều khiển X, Y, Z, muốn bấm nút nào qua thì bấm nút đó qua, tương ứng với điều khiển với cái cần gạt này, tỷ lệ thuận với cần gạt này. Thì hai cái này nè, hai cái nó chỉ dùng để điều khiển góc này thôi, cái này và cái này thôi, nó dùng trong cái hệ tọa độ gì vậy nó đúng không? Chỉ dùng trong đó cái nào? Cái thằng này. Đúng rồi. Này nữa. Rồi đúng rồi, nó chỉ dùng câu đó thôi, hệ tọa độ với ETZ thôi. Còn một cái nữa là nó cũng dùng để lấy cái đầu bơ tơ ra luôn. À, nó giống nhau, dùng để lấy cái đầu bơ tơ. Là cũng như để mình hạ trục Z xuống bao nhiêu vậy đúng không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà thường người ta ít hạ bằng cái đó lắm, ta hạ bằng cái này. Tài chính xác hơn. Đúng rồi, cẩn thận mình coi. Thì cái này dốc chậm, cái này dốc nhanh thôi. Cũng tương ứng với cái phím cái điều khiển ở đây. Rồi.
Còn cái này là chế độ vừa gốc. Gốc. Vừa gốc thì thường thường máy phay nó mặc định là Z trước, X thì Z. Rồi. Về gốc là X trước à? Z trước. Z trước. Z có nghĩa là khi mà mình giật lên đó, để cho nó an toàn cho anh. Z trước, xong cái gì tiếp? X, Y đều được hết, tùy theo cái sản phẩm mình. Rút Z lên khỏi chạy qua chạy lại thôi, mục đích như thế thôi. Mục đích đó thôi, ví dụ như bây giờ anh lập trình đúng không? Anh lập trình xong là anh giật Z lên thoải mái, ok thì anh sẽ lập trình cho nó một câu lệnh là nó rút thằng Y qua cái điểm này nè. Để anh dỡ anh tháo khôi. Có lớn, lại chạy xuống em á. Có. Đi để bụi. Đây.